Miyu, từ hot girl vạn người mê đến phú bà có tất cả của showbiz Việt. Miyu tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, 35 tuổi, quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2007, cô giành quán quân cuộc thi tuổi teen, sau đó trở thành mẫu ảnh đình đám, cùng thời với Sam, Ngọc Thảo, Kenly. Với gương mặt xinh xắn, tần suất xuất hiện lớn trên các tạp chí, Miyu được gọi với danh xưng hot girl thế hệ 8X9X. Sau 2 năm nổi tiếng, cô bén duyên điện ảnh qua dự án Thiên Thần Áo Trắng, Cô Nàng Tóc Rối. Năm 2012, Miyu gây chú ý với vai nữ hiệp trong phim Thiên Mệnh Anh Hùng của đạo diễn Victor Vũ. Tạo hình cổ trang của cô được khán giả khen phù hợp, tuy nhiên kỹ năng diễn xuất còn đón nhận ý kiến khen chê. Dù không thắng lớn phòng vé, tác phẩm vẫn đoạt giải cánh diều, đưa tên tuổi Miyu đến gần hơn với công chúng. Từ năm 2016, Miyu chọn vai trưởng thành có chiều sâu nội tâm qua 4 năm, Hai Chàng Một Tình Yêu, Nhân Duyên, Người Yêu Tiền Kiếp. Cô từng được vinh danh nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải cánh diều nhờ vai vợ lẽ Tuyết Mai trong phim Mẹ Chồng. Ở khía cạnh tình cảm, Miyu từng có mối tình lâu năm với thiếu gia Phan Thành nhưng đứt gánh giữa đường vì người thứ ba. Cặp đôi thậm chí đã tổ chức ăn hỏi nhưng cuối cùng tan vỡ đầy tiếc nuối. Miyu sau đó cũng kín tiếng trong chuyện tình cảm, chưa từng công khai thêm bất kỳ mối quan hệ nào khác. Vài năm trở lại đây, Miyu không có tác phẩm nào nổi bật nhưng lại gây chú ý với khối tài sản khổng lồ nhờ giỏi kinh doanh bất động sản thương hiệu thời trang, mỹ phẩm riêng. Khán giả từng choáng ngợp khi thấy người đẹp khoe hàng chục sổ hồng, cuộc sống phủ đầy đồ hiệu cùng căn biệt thự mới xây. Không chỉ dừng lại ở đó, Miyu còn vừa gây chú ý khi tổ chức đám cưới với thiếu gia Nhự Duy Tân, Minh Đạt. Cặp đôi khiến khán giả suýt xoa với câu chuyện tình yêu như cổ tích, môn đăng hộ đối, trong khi nàng là nữ diễn viên tài năng, có kinh tế vững vàng, học thức cao thì chàng cũng xuất thân gia thế, là giám đốc vận hành Nhự Duy Tân ở Mỹ. Ở tuổi 35, Miyu có tất cả mọi thứ nhan sắc xinh đẹp, trở thành nàng dâu hào môn với cuộc hôn nhân như mơ cùng Minh Đạt, có vị trí cao trong xã hội khi là giảng viên đại học cùng khối tài sản không phải dạng vừa. So với các hot girl cùng thời như Sam, Kenly, thì Miyu là người viên mãn nhất ở thời điểm hiện tại.